Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em có test hai thiết bị, đó là một con vang Q9 và một con nâng tiếng EX3000 khi ghép với cục đẩy F7409 anh em nhé. Cái cấu hình này thì trước bác khách đã mua bên em con 7409 rồi. Anh Đang nhé, anh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh nhé. Đấy, thì anh trước là đã mua 7409 bên em rồi. Bây giờ anh lấy thêm hai thiết bị này thì cắm nó rất là đơn giản thôi anh em nhé. Đấy, nhạc vào thì chúng ta có thể cắm nhạc trên này. Đấy, đúng không? Cắm nhạc trên này. Và chúng ta có thể là đấu SR, SL thì chúng ta đây này, nep right thì chúng ta có thể cắm xuống ấy anh em nhé. Cắm xuống cái đây, nep right thì chúng ta sẽ cắm xuống đầu input của con nâng tiếng. Đấy, cắm vào đầu input của nâng tiếng anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Đó. Thì có thể cắm vào nâng tiếng, input của nâng tiếng. Đấy, và output của nâng tiếng thì chúng ta sẽ cắm xuống con đẩy này anh em nhé. Đấy, đây là đang đánh 2. Đấy, có nghĩa là đang đánh 2 cổng vào đầu vào. Đấy, thì em nhắc lại cái này kết nối cực kỳ là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần đấu, đây là tín hiệu nhạc đầu vào này. Hoặc là anh em cắm cổng quang này. Đấy, sau đó anh em hai cổng ra. Đấy, hai cổng ra. Anh em dùng có thể dùng cái này nhé. Hoặc là dùng cái này luôn. Đấy, RL ở ngay trên này thì anh em cắm xuống input ở đây đều được, hoặc là anh em cắm RL Canon thì anh em cắm xuống Canon. Đấy, cắm xuống hai rắc Canon này. Đấy, ok chưa? Và hai cái rắc Canon này thì chúng ta cắm xuống cục đẩy, vậy là xong đúng không ạ? Thì ngoài ra anh em muốn chuyển thì anh em có thể chuyển BMG Bluetooth cổng quang thì chuyển ngay trên này thôi. Rất là đơn giản. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh căn chỉnh anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác. Thì em đã kết nối xong rồi thì mời anh em cùng tham khảo với cách căn chỉnh anh em nhé. Và khách này thì hiện tại thì chỉ dùng để nghe nhạc thôi, nhưng mà em sẽ căn chỉnh cho cả KK nữa anh em nhé. Thì với cái combo như thế này thì như anh em cũng có thể thấy, nếu mà anh em hát karaoke nhé, nếu mà hát karaoke thì anh sẽ căn chỉnh như này cho em. Đó. Thì sẽ căn chỉnh như này nhé. Đấy, anh nhìn kỹ trên con nâng tiếng thì mình sẽ căn chỉnh như thế này. Đó. Và các anh em muốn music đây, muốn tăng giảm bass chép của đường nhạc thì chúng ta sẽ tăng giảm ở đây, ok chưa? Đó, tăng giảm bass chép của đường nhạc là căn chỉnh ở đây. Đó, đây là khi hát karaoke anh em nhé. Còn khi mà mình nghe nhạc thì mình sẽ chỉnh như này cho em. Đó. Đây là mình nghe nhạc thì mình sẽ giảm cái tune này xuống nhé. Đó, mình sẽ giảm cái tune này xuống để cho nó tiếng nó tách bạch hơn anh em nhé. Đó, ok chưa? Đây là khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta sẽ giảm cái tune này xuống. Còn khi chúng ta hát thì chúng ta nâng cái tune này lên. Đó, thì anh em có thể thấy cái chất âm nó sẽ tròn trịa hơn. Và đây là những cái nút để anh em căn chỉnh nhé. Reverb thì em sẽ để ở 11 giờ anh em nhé. Reverb 11 giờ. Delay để tầm 11 giờ. Repeat em sẽ để tầm 3 giờ anh em nhé. Đó. Bass thì để 12 giờ. Min để 11 giờ. Và chép để 1 giờ. Đó. Ngoài ra thì bass của music thì sẽ để 12 giờ. Min này em sẽ để 11 giờ nhé. Chép để tầm 1 giờ. Ba lăng thì để ở giữa. Đó. Và anh em sẽ nghe thử cái chất âm của cái bộ cấu hình này anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy nhé. Đây là chất âm tiếng nhạc của cái combo này. À, và nếu mà nghe nhạc thì anh em sẽ chỉnh như này. À, nghe nó sẽ đẩy hơn nhá. À, nghe sẽ đẩy hơn. À, đây ạ. Đây, như thế này thì là nghe nhạc. Còn như thế này thì sẽ là hát anh nhá. À, đấy sẽ là hát. Và chúng ta tăng cái volume này lên cho em tầm 52 là điểm nhá. So với tầm 9. À, và mời anh em cùng nhau, anh em sẽ hát thử cho anh em nghe. Hey,
Một bán qua cơn mê, xa cuộc đời mênh mông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, đến đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thùa lần đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Ê, sau này thì anh em có thể nghe qua cái chất âm ca kê anh em nhé. Thì tinh chỉnh của cái con này thì em đã hướng dẫn anh em rồi. Và anh cứ căn chỉnh y như thế này thôi là xong anh em nhé. Căn chỉnh y như này là ok. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cái cách căn chỉnh con Q9 như này anh em nhé. Và với combo này thì em sẽ gửi cho anh Đan. Trước anh ấy 7409 rồi. 7409 này thì 900W một kênh. Và mỗi kênh chơi tốt cho một cặp bát 30 anh em nhé. Một cặp bát 30. Đấy, thì một kênh này có thể chơi một quả súc 50 được. Thì anh về em chỉ nghe nhạc thôi thì ghép nối như em hướng dẫn. Đấy, và tinh chỉnh như em hướng dẫn rất là đơn giản đúng không ạ? Q9 X3000. Đấy, còn Q9 là 2,6 triệu. X3000 là 1,2 triệu anh em nhé. Thì với combo này nó rất là vừa tiền. Đấy, thì ok, cảm ơn anh Đan đã tin tưởng mua hàng anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.